Xin chào tất cả các con. Tuần trước cô và các con đã cùng học anh bạn nhỏ trừ 4 một chữ số. Anh bạn nhỏ trừ 4 phần trừ anh bạn nhỏ trừ 4 hai chữ số. Hôm nay cô và các con cùng ôn tập và học bài mới nhé. Trước khi học bài mới, cô khen tất cả các bạn về nhà tuần trước đã hoàn thành bài tập rất là tốt. Và chúng mình hãy chuẩn bị bàn tính trên bàn cho cô nào. Con nhớ bàn tính luôn đặt cách mép bàn mấy ngón tay nhỉ? Bốn ngón tay và chúng mình ngồi thẳng lưng lên nào để chúng mình học bài mới nào. Trước khi vào bài mới, cô và các con sẽ cùng ôn tập và làm một số bài tập nhé. Bài tập đầu tiên đó là tìm cặp số. Chúng ta sẽ tìm cặp số để tương ứng. Ví dụ 4 đi với mấy để chúng mình được kết quả bằng 5. 4 thường đi với 1 để kết quả chúng mình được 5 đấy. Các con cùng làm cùng cô nào. Đáp án đầu tiên, 4 đi với 1 để được 5. 3 đi với mấy nhỉ? À, đúng rồi, 3 đi với 2. 3 đi với 2 thì được 5. 4 đi với 1. Còn 4 đi với mấy nhỉ? 4 đi với 1. 2 đi với mấy các con? 2 đi với 3. 3 đi với 2. 2 thì đi với mấy nhỉ? 2 đi với 3. Cô khen tất cả các bạn nào. Chúng mình cùng ôn tập công thức anh bạn nhỏ trừ. Công thức anh bạn nhỏ trừ: trừ 4 bằng bớt 5 thêm 1, trừ 3 bằng bớt 5 thêm 2, trừ 2 bằng bớt 5 thêm 3, trừ 1 bằng bớt 5 và thêm 4. Các con có thể đọc theo cách thứ hai là trừ 4 bằng bớt 5 thêm anh bạn nhỏ của 4 là 1, trừ 3 bằng bớt 5 thêm anh bạn nhỏ của 3 là 2, trừ 2 bằng bớt 5 và thêm anh bạn nhỏ của 2 là 3, trừ 1 bằng bớt 5 và thêm anh bạn nhỏ của 1 là 4. Các con đã nhớ cách đọc chưa nhỉ? Cô và các con cùng học bài mới nhé. Buổi 13 gồm có các nội dung như sau. Bài 25, anh bạn nhỏ trừ 3, một chữ số. Bài 26, anh bạn nhỏ trừ 3, phần trục. Bài 27, anh bạn nhỏ trừ 3, hai chữ số. Bài 28, anh bạn nhỏ. Chúng mình ôn tập anh bạn nhỏ trừ 3 cùng cô nhé. Bài 25, các con cùng quan sát nhé. Bình thường khi trừ 3, chúng mình lấy 3 hạt với người ta thanh ngang. Nhưng trong trường hợp mà không đủ 3 để trừ, các con sử dụng công thức trừ 3 bằng bớt 5 thêm 2. Bớt 5 và thêm 2. Anh bạn nhỏ trừ 3 được áp dụng trong các trường hợp sau. 5 trừ 3, 6 trừ 3, 7 trừ 3. Và các con nhớ chúng mình sử dụng bàn tay phải, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải nhé, để chúng mình đẩy các hạt trên hàng đơn vị. Cô và các con cùng làm ví dụ nào. Ví dụ 1, 7 trừ 3 trừ 1. Ví dụ 2, 5 trừ 3 cộng 5. Các con cùng quan sát nhé. Cô và các con cùng thực hiện ví dụ nhé. 7 trừ 3 trừ 1. 7, chúng ta dùng đồng thời ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải gẩy 5 và 2 đi lên. Trừ 3, chúng ta không có 3 để trừ. Chúng ta sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 bằng bớt 5 và thêm 2. Các Trừ con 3, cũng dùng ngón trỏ và ngón các con cái gẩy bớt sử dụng 5 công thức anh thêm bạn nhỏ 2. trừ 3 bằng bớt 5 và thêm 2. Trừ 1, chúng ta dùng ngón cái của bàn tay phải gẩy.
trừ 1. Kết quả 7 trừ 3 8 trừ 1 8 kết bằng quả bằng 3. bước 1. Kết quả bằng 3. Ví dụ 2, 5 trừ 3 cộng 5. 5, các con dùng ngón trỏ của bàn tay phải gẩy 5. Trừ 2, trừ 3 chúng ta không có 3 để trừ. Chúng ta sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 bằng bớt 5 và thêm anh bạn nhỏ của 3 là mấy nhỉ? À đúng rồi, thêm anh bạn nhỏ của 3 là 2. Chúng ta gẩy bớt 5 và thêm 2 đi lên. Cộng 5, các con dùng ngón trỏ của tay phải gẩy 5. Kết quả 5 trừ 3 cộng 5 bằng 7. Vậy 7 trừ 3 trừ 1 ý bằng mấy nhỉ? Bằng 3. 5 trừ 3 cộng 5 bằng 7. Cô thấy các bạn đưa kết quả rất là đúng rồi, cô khen tất cả các con. Chúng mình cùng vào bài 26 anh bạn nhỏ trừ 3 tròn trục, được áp dụng trong các trường hợp 50 trừ 30, 60 trừ 30, 70 trừ 30. Và các con nhớ, chúng mình sử dụng bàn tay trái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái nha, để chúng mình gảy các hạt ở hàng chục nha. Cô và các con cùng làm ví dụ nào. 80 trừ 20 trừ 30. Ví dụ 2, 60 trừ 30 trừ 10 cộng 10. 60 trừ 30 cộng 10. Các con cùng quan sát video nào. Và các con cùng làm các ví dụ trên hàng chục nè. 80 trừ 20 trừ 30. 80, các con sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái, chúng ta gẩy đồng thời 50 và 30 đi lên. Trừ 20, chúng ta sử dụng ngón trỏ của bàn tay trái gẩy bớt 20. Trừ 30, không đủ 30 để trừ, các con sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 trên hàng chục là bớt 50 thêm 20. Chúng ta sử dụng ngón giữa gẩy đồng thời bớt 50 và ngón trỏ thêm 20. Kết quả 80 trừ 20 bằng 30. Ví dụ 2, 60 trừ 30 cộng 10. 60, các con cũng sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái gộp 50 và 10. Trừ 30, chúng ta không đủ 30 để trừ, các con sử dụng anh bạn nhỏ trừ 3 trên hàng chục là bớt 50 và thêm 30. Chúng ta dùng ngón giữa gẩy bớt 50 và ngón trỏ thêm 20. Cộng 10, chúng ta dùng ngón trỏ của bàn tay trái gẩy thêm 10. Kết quả 60 trừ 30 cộng 10 bằng 40. Và các con. 80 trừ 20 trừ 30, chúng mình kết quả được bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 30. 60 trừ 30 cộng 10, kết quả bằng 40. Cô khen tất cả các con nào. Anh bạn nhỏ trừ 3 hai chữ số. Chúng ta vừa làm bài anh bạn nhỏ trừ 3 một chữ số trên hàng đơn vị và anh bạn nhỏ trừ 3 tròn trục trên hàng trục. Vậy trừ 3 hai chữ số có gì khác nhỉ? Đó là chúng mình sẽ kết hợp cả hàng đơn vị và anh bạn nhỏ trừ 3 trên hàng chục nhé. Các con, nên là mình áp dụng trong các trường hợp 15 trừ 3, 56 trừ 33, 36 trừ 13, 73 trừ 33.
Cô và các con cùng làm ví dụ 36 trừ 13 trừ 3. Ví dụ 2, 75 trừ 13 trừ 4. Các con cùng quan sát và chuẩn bị bàn tính để làm cùng cô nào. Bài hôm nay chúng ta đã thực hiện anh bạn nhỏ chữ 3 trên hàng đơn vị, anh bạn nhỏ chữ 3 trên hàng chục. Và bây giờ cô và các con cùng làm ví dụ anh bạn nhỏ chữ 3 hai chữ số trên hàng đơn vị và hàng chục như thế nào nhé. Ví dụ 1, 36 trừ 13 trừ 3. 36, các con gẩy đồng thời 30 và 6. Trừ 13, chúng ta dùng ngón trỏ của bàn tay trái gẩy bớt 10. Và 3 bên hàng đơn vị, chúng ta không đủ 3 để trừ, các con sử dụng công thức anh bạn nhỏ. Trừ 3 bằng bớt 5 thêm 2. Chúng ta gẩy đồng thời bớt 10 và bớt 5 thêm 2. Trừ 3, các con dùng ngón cái của bàn tay phải gẩy bớt 3. Kết quả 36 trừ 13 trừ 3 bằng 20. Ví dụ 2, 75 trừ 30 trừ 4. 75, các con dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái gộp 50 và 20. 5, chúng ta dùng ngón trỏ của bàn tay phải gẩy 5. Trừ 30, các con nhìn trên hàng chục không đủ 30 để trừ, chúng ta sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 trên hàng chục là bớt 50 và thêm 20. Chúng ta gẩy đồng thời bớt 50 thêm 20. Trừ 4, chúng ta không có đủ 4 để trừ, các con sử dụng anh bạn nhỏ trừ 4 bằng bớt 5 và thêm 1. Kết quả 75 trừ 30 trừ 4 bằng 41. Vậy 36 trừ 13 trừ 3 bằng 20. 75 trừ 30 trừ 4 bằng 41. Bây giờ cô và các con cùng đi ôn tập anh bạn nhỏ trừ 3 nhé. 5 trừ 3 cộng 2 cộng 1. 60 trừ 30 cộng 58. 56 trừ 33 trừ 20. Các con cùng quan sát video với cô nào. Các con cùng ôn tập anh bạn nhỏ trừ 3. Ví dụ 1, 5 trừ 3 cộng 2 cộng 1, 5 gẩy 5. Trừ 3, chúng ta không có đủ 3 để trừ, sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 bằng bớt 5 và thêm 2. Cộng 2, các con gẩy 2 đi lên. Cộng 1, chúng ta không có một để cộng, chúng mình sẽ sử dụng công thức anh bạn nhỏ cộng 1 bằng thêm 5 và bớt 4. Chúng ta sẽ sử dụng ngón trỏ và ngón cái gẩy đồng thời thêm 5 và bớt 4. Kết quả 5 trừ 3 cộng 2 cộng 1 bằng 5. Ví dụ 2, 60 trừ 30 cộng 58. 60, các con sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái gộp 50 và 10. Trừ 30, chúng ta không đủ 30 để trừ, các con sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 trên hàng chục bằng bớt 50 và thêm 20. Chúng ta gầy đồng thời bớt 50 và thêm 20. Cộng 58. Hàng chục các con gầy 50. Và hàng đơn vị các con sử dụng ngón tay
trỏ và ngón tay cái gộp 5 và 3 đi lên. Chúng ta gảy đồng thời 50 và 5 và 3 đi lên. Kết quả 60 trừ 30 cộng 58 bằng 88. Ví dụ 56 trừ 33 trừ 20. 56, các con gảy đồng thời 50 trên hàng chục và 6 trên hàng đơn vị. Trừ 33, trừ 30, chúng ta không đủ 30 để trừ, các con sử dụng công thức anh bạn nhỏ trên trừ 3 trên hàng chục là bớt 50 và thêm 20. Trừ 3 trên hàng đơn vị, chúng ta không có 3 để trừ, các con sử dụng công thức anh bạn nhỏ trừ 3 bằng bớt 5 thêm 2. Trừ 20, các con dùng ngón trỏ của bàn tay trái gảy bớt 20. Kết quả 56 trừ 33 trừ 20 bằng 3. Vậy 5 trừ 3 cộng 2 cộng 1 chứng minh bằng mấy nhỉ? Bằng 5. 60 trừ 30 cộng 58 bằng 88. 56 trừ 33 trừ 20 bằng 3. Cô khen tất cả các bạn đều đưa đáp án rất là đúng. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các con về nhà làm bài tập ôn tập trên app Victorin Soroban chương 2 trong ngôi nhà bài học. Các con mở ngôi nhà bài học ra làm bài chương 2, bài 25, 26, 27, 28 cho cô. Và các con làm bài tập sách trang 84 đến 90. Sau đó chúng mình sẽ mở ngôi nhà bài tập làm chương 2, bài 25, 26, 27, 28 trong ngôi nhà bài tập. Và nếu bạn nào có thể làm tiếp ở trong ngôi nhà luyện tập thì các con mở ngôi nhà luyện tập ra và chúng mình luyện tập tự do trong ngôi nhà luyện tập nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các con nhớ là chúng mình luôn luôn chuẩn bị đấy là bàn tính cơ bản, và khi chúng mình làm thì chúng mình làm các phép tính trên không hoặc là các phép tính thì chúng mình sẽ dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải, ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay trái để chúng mình gảy các hạt tính. Cô chào tất cả các con, hẹn gặp lại các con tuần sau nhé.